Ở phê bình nói chuyện á, từ bây giờ nó nói chuyện á, nó hùng hùng, nó lớn lên, thì nó nói không thấy sao nào rồi ông này đi ba đúng không, sau này là khám bác sĩ là kiểu gì phải dùng giọng hùng hồn này, chuyện này thì không biết, nhưng mà nói chung là nó ăn nói anh ta nói lớn đó nha, sau này ta cũng toàn người công dân Việt Nam không à. Ý rồi hả?